thơ ấu của mẹ Teresa. Mẹ Teresa được sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại thành phố Skopje. Gia đình mẹ là người Albania, nhưng thành phố họ sống bấy giờ lại thuộc về Macedonia. Ngày hôm sau, mẹ được rửa tội và được đặt tên là Agnes. Mặc dù hầu hết những người Albania đều theo Hồi giáo, nhưng các thành viên trong gia đình của Agnes là những người Công giáo nhiệt thành. Cha mẹ của Agnes là Nicola và Drana Fire, là những người sống rất tình nghĩa và có đức tin mạnh mẽ. Gia đình Agnes khá giàu có. Cha cô là một lái buôn tài giỏi. Ông thường xuyên đi đây đó để buôn bán. Ông qua đời khi Agnes mới 8 tuổi. Đây thực sự là một mất mát đối với Agnes và mẹ, cũng như đối với anh Laya và chị Aga của cô bé. Gia đình Agnes sa sút hẳn. Mẹ của Agnes phải làm việc vất vả để nuôi sống gia đình và để dạy cho các con có lòng nhân ái và quảng đại đối với những người kém may mắn hơn mình. Gia đình của Agnes thường có những vị khách trong các bữa ăn. Mẹ cũng thường dẫn Agnes đi thăm và mang thức ăn cho những người nghèo. Qua đó, Agnes học biết tôn trọng và phục vụ những người nghèo khổ hơn mình, cũng như cha cô đã dạy. Con ơi, đừng bao giờ ăn một mình, còn phải biết chia sẻ cho người khác nữa. Ơn gọi của mẹ Teresa. Agnes được học hỏi về đức tin từ mẹ của mình và từ giáo xứ. Cha sở nhà thờ Thánh Tâm Chúa đã nhiệt thành dạy giáo lý cho các thiếu nhi, cũng như hằng hái tổ chức các hoạt động cho giáo xứ. Cha cũng hay kể cho mọi người nghe về hoạt động của các vị thừa sai dòng tên, những người đang mở công cuộc truyền giáo tại Calcutta, Ấn Độ. Agnes bắt đầu muốn vào dòng khi cô 12 tuổi. Cô nuôi dưỡng ý định này trong suốt 6 năm và cuối cùng cô thừa chuyện ấy với mẹ. Để xin phép được nhập dòng, trở thành một nữ tu. Lúc đầu mẹ của cô không đồng ý, nhưng Agnes vẫn tiếp tục nói về ơn gọi của mình. Mẹ của cô không thực sự phản đối chuyện ấy. Bà chỉ muốn Agnes chín chắn trong sự lựa chọn của mình. Khi chấp nhận cho con gái đi tu, mẹ của Agnes đã dặn: "Con phải cống hiến cả cuộc đời con cho Chúa và Hội Thánh." Đầu tiên, Agnes định sẽ đến châu Phi, nhưng những câu chuyện về công cuộc truyền giáo tại Ấn Độ đã đưa cô đến với dòng các chị em Loreto, có cộng đoàn đang phục vụ tại Calcutta. Ngày 26 tháng 9 năm 1928, Agnes đã rời nhà để đến nhà mẹ của hội dòng các chị em Loreto tại Dublin, Cộng hòa Ireland. Mẹ Teresa đến Ấn Độ. Agnes phải ở Dublin 6 tuần để học tiếng Anh, ngôn ngữ mà cô sẽ sử dụng đến cuối đời. Sau đó, ngày 1 tháng 12, Agnes và một số chị em đáp tàu đi Ấn Độ. Lúc này Agnes đã lấy tên là Maria Teresa Hài Đồng Giê-xu. Agnes muốn được giống như thánh nữ Teresa, làm đẹp lòng Chúa bằng những công việc tầm thường nhưng với cả tấm lòng yêu mến.
Teresa đến Ấn Độ vào ngày 6 tháng Giêng năm 1929 và bắt đầu 2 năm tại tập viện. Từ ngày 23 tháng 5, chị bắt đầu hoàn thiện dần vốn tiếng Anh của mình, cũng như học thêm hai ngôn ngữ chính tại Ấn Độ là Hindi và Bengali. May mắn thay, chị rất giỏi trong việc học ngôn ngữ. Chị Teresa khấn lần đầu vào ngày 24 tháng 5 năm 1931. Chị cũng bắt đầu dạy học trong trường của hội dòng Lorento. Mặc dù rất bận trong công việc dạy học, chị vẫn dành thời gian để chăm sóc các bệnh nhân. Và chị bị xúc động mạnh bởi những người nghèo khó đến cùng cực này. Vào ngày Chủ nhật, chị cũng dành thời gian để đến thăm khu ổ chuột ở Calcutta, nơi mà những người nghèo khổ nhất đang sống. Ngày 24 tháng 5 năm 1937, chị đã tuyên khấn chọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vân phục. Ơn soi sáng. Tuy vậy, có gì đó đang phát triển mạnh mẽ trong tâm hồn của Teresa. Chị đã cầu nguyện và trao đổi về việc ấy với cha linh hướng là cha Celeste Van Essem. Sau đó, vào tháng 9 năm 1946, các bề trên đã gửi chị Teresa đến một căn nhà trên núi ngoài thành phố để chị có thể phục hồi sức khỏe. Chị luôn cảm thấy mệt mỏi và tình trạng này tiếp tục tồi tệ hơn. Ngày 10 tháng 9, chị Teresa đã lên một chiếc tàu. Chị muốn rời khỏi hội dòng các chị em Lorento để tìm kiếm một hội dòng mới. Hội dòng này sẽ tìm đến với những người nghèo để giúp đỡ họ, thay vì ngồi và đợi họ đến với mình. Chị nhận ra rằng đây là việc rất khó khăn, phải có nền tảng là một đời sống cầu nguyện sâu sắc, tương quan mật thiết với Chúa, để Ngài hướng dẫn các chị em trong việc phục vụ những người nghèo và ban sức mạnh để chị em làm việc đó. Chị Teresa có ấn tượng mạnh mẽ ba cảnh trong Kinh Thánh. Cảnh đầu tiên là trên thập giá, khi Chúa Giêsu nói "Ta khát". Chị cảm nhận rằng Chúa đang khao khát những linh hồn, và chúng ta phải phục vụ cho những người đói khát hay thiếu thốn. Mẹ Teresa xin phê chuẩn hội dòng. Cảnh thứ hai trong Kinh Thánh đánh động chị Teresa là cảnh Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samari bên bờ giếng. Ngài xin cô cho Ngài uống. Như vậy, Ngài mời gọi chúng ta hãy cung cấp cho người nghèo những gì họ cần. Cảnh thứ ba là khi Đức Mẹ hối hả đến thăm viếng và giúp đỡ người chị họ là bà Elizabeth. Chúng ta cũng phải hăm hở đến giúp đỡ người nghèo. Chị Teresa chia sẻ những cảm nhận của mình với cha linh hướng, và hai người đã cầu nguyện cho ơn gọi ấy trong nhiều tháng sau đó. Sau đó họ đến trình bày với Đức Tổng Giám Mục. Ngài rất do dự và yêu cầu chị hãy đợi ít nhất là một năm. Sau đó không lâu, Ngài chấp thuận và đã viết thư xin phép tòa thánh để thành lập cộng đoàn. Đến tháng 4 năm 1948, chị nhận được thư cho phép rời khỏi hội dòng của các chị em Lorento một năm để thử hoạt động theo cảm nhận của chị. Chỉ đến ngày 16 tháng 8 năm đó, tất cả đã sẵn sàng và chị Teresa đổi bộ y phục hội dòng các chị em Lorento để mặc vào bộ sari trắng có viền xanh ở xung quanh. Trong vài tháng tiếp theo, mẹ Teresa theo học vài khóa về dược. Tháng 12 năm đó,
mẹ bắt đầu công việc của mình tại những khu ổ chuột ở Calcutta. Mẹ đã mở trường cho các trẻ em nghèo, cũng như là nhà cho những người đau bệnh và hấp hối. Mẹ Teresa chuyển đến nơi ở mới vào tháng 2 năm 1949. Và ngày 19 tháng 3, môn đệ đầu tiên của mẹ đã đến xin gia nhập. Chị Agnes từng là một trong những học sinh của mẹ Teresa. Chị được thúc đẩy tìm đến ơn gọi. Đến cuối tháng 4, người môn đệ thứ hai tìm đến. Tháng kế tiếp lại thêm một. Chỉ trong một thời gian ngắn, mẹ đã có 11 môn đệ. Trong thời gian này, mẹ cũng nhận được phép chính thức để thành lập hội dòng mới cho các chị em Cha Van Essem và Đức Tổng Giám Mục đã gửi lên tòa thánh đơn xin cùng với bản phúc trình những công việc mẹ đã làm được. Ngày 7 tháng 10 năm 1950, lễ Đức Mẹ Mân Côi, mẹ Teresa đã nhận được sự tán đồng từ Đức Thánh Cha Pio thứ 12. Tháng 4 năm 1953, các chị em đầu tiên theo mẹ đã tuyên khấn để trở thành những nữ tu bác ái truyền giáo. Các chị em trong hội dòng theo một lối sống đơn giản. Họ sống dựa vào sự hào phóng của những nhà hảo tâm. Họ thường không bận tâm đến những việc như tối nay sẽ ăn gì, nhưng họ thực sự tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Họ khiêm tốn phục vụ hết những ai cần sự giúp đỡ nơi họ. Mẹ Teresa đã hướng dẫn các chị em để họ cũng có thể phục vụ những người nghèo khó. Một vài người được đào tạo để trở thành bác sĩ, một điều không bình thường đối với xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Một trong những công việc đầu tiên của các chị em là lập nên các nhà yêu thương để chăm sóc những người đang hấp hối. Calcutta là thành phố quá nghèo, đến nỗi nhiều người chết nằm dọc theo các con phố. Các chị em mang những người sắp chết về nhà dòng. Tại đây, họ được tắm rửa, cho ăn uống, được chữa trị. Và trên hết là họ được yêu thương. Họ không phải chết đơn độc trong sợ hãi. Các chị em đón tiếp tất cả, bất kể đó là người Công giáo, Ấn Độ giáo hay Hồi giáo. Đầu tiên, một số người sợ rằng các chị em làm thế chỉ để cải đạo cho những người hấp hối. Dần dần khi thấy cung cách cư xử tôn trọng và yêu thương các chị em dành cho những người hấp hối, họ dần dần thay đổi thành kiến xấu. Một số người thậm chí còn trở lại giúp đỡ các chị em nữa. Mẹ Teresa và các chị em cũng bắt đầu giúp đỡ những trẻ mồ côi và thiếu niên bị bỏ rơi. Các chị em đem chúng về để chăm sóc, dạy chúng những kỹ năng cần thiết để chúng có thể tự nuôi sống bản thân mình. Các chị cũng bắt đầu săn sóc những người mắc bệnh phong hủi. Những người này thường bị gia đình ruồng bỏ. Một người nói với mẹ Teresa rằng: có cho anh ta 10 triệu để anh ta làm việc hay chỉ đụng chạm đến người cùi thì anh ta cũng chẳng thèm. Mẹ Teresa tươi cười nói: mẹ sẵn sàng chăm sóc những người phong hủi, chỉ một lý do duy nhất, vì mẹ yêu mến Chúa. Mẹ cũng thành lập những đội cấp cứu để tìm đến những nơi mà người phong hủi thường sống. Bằng cách đó, các chị em có thể phục vụ nhiều hơn thay vì ở trung tâm chờ những người cùi tìm đến. Các chị em cũng thành lập những ngôi làng mà ở đó những gia đình bị phong hủi có thể sống đúng với phẩm chất làm người và làm việc để nuôi sống bản thân. Mẹ Teresa cũng khuyến khích các chị em không nên dùng bao tay khi chăm sóc người bị phong hủi, bởi vì những người này sẽ cảm nhận được sự yêu thương từ những ai thật sự yêu thương và không sợ hãi đụng chạm đến họ.